Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đạt. Đứng bên cạnh Đạt đây đó chính là chiếc BMW Series 5. Và ngày hôm nay Đạt sẽ không review xe nữa. Và ngày hôm nay Đạt sẽ chia sẻ cho anh em một món hời. Đối với những anh em nào đang quan tâm và đang muốn mua dòng BMW Series 5 này, thì chiếc xe này là một chiếc xe siêu lướt. Chiếc xe này là chiếc BMW 520 đời 2019, đăng ký lần đầu tháng 5 2019 nha các bạn. Và hiện tại hôm nay mới chỉ là đầu tháng 7 thôi, có nghĩa là chủ xe vừa mới đi ngót nghét được hơn 1 tháng và số km đúng chuẩn 1.500 cây, có nghĩa là mới mua xe về đi 2 vòng bán luôn. Hiện tại chiếc xe mới này khi mà mua giấy tờ lăn bánh ngót nghét đâu đó khoảng chừng 2.7 tỷ, thì anh em mua xe này thì có giá khoảng chừng 2.4 tỷ. Anh em về công chứng mình tiết kiệm được so với xe mới gần 300 triệu nhé. Thật sự là một món hời nha anh em. Rồi ok. Thì chiếc xe này là chiếc xe xài lướt, gọi là siêu lướt luôn. Nó không khác gì một chiếc xe mới hết rồi. Thì Đạt sẽ chia sẻ nhanh cho anh em coi thôi. Còn ví dụ như clip review chi tiết về mẫu xe này thì Đạt sẽ làm sau nhé. Thì đó, cái chất của BMW á, là những cái dòng xe cực kỳ chất luôn nha các bạn. Đây anh em có thể xem này, cái xe này gần như là mới 100% luôn. Anh em có thể thấy này, thậm chí cái phần màn hình, cái phần nhựa ni lông vẫn chưa bóc ra. Và Đạt sẽ mở lên cái phần công tơ mét cho anh em. Đây, đây anh em có thể thấy đi đúng 1.595 km. Rồi, thì chiếc BMW Series 5 này, thì chiếc 520 này là chiếc xe cơ bản nhất trong dòng Series 5. Đó, anh em có thể thấy này, da dẻ mọi thứ. Nói chung xe này thì miễn bàn anh em ạ, hết bài, siêu lướt rồi. Xe đã được trang bị dán phim cách nhiệt sẵn, lock cốp sẵn. Anh em có thể thấy những cái chi tiết đây. Nó mới tới cái mức độ mà những cái chi tiết này chưa được bóc ra luôn nha anh em. Đây, rồi xem cái phần thắng đĩa hay mọi thứ này. Xe này là mới 100% rồi, miễn bàn, không có gì để bàn nữa anh em ạ. Rồi, cấp điện nha anh em. Series 5 cấp điện, mọi thứ hoàn hảo hết. Mọi thứ ở đây hoàn hảo hết. Xe này thì mới đi có 1.500 cây à, cho nên là xước một cọng tóc cũng không có nha anh em. Đây, bây giờ Đạt sẽ mở cái phần nắp capo lên cho anh em xem. Đây, ok anh em có thể xem nè. Đây, mình camera quay thẳng vào những cái chi tiết máy. Thì chiếc này sử dụng động cơ 1.6 twin turbo nha anh em. Đó, cho công suất 100, đâu đó hình như là 170, 160 hay 170 lực, Đạt không nhớ không kỹ nữa. Nhưng mà ở đây thì Đạt sẽ không review chi tiết, nhưng mà ở đây thì Đạt đăng bán cái xe này thôi. Anh em có thể xem nè, cực kỳ mới ha. Anh em có thể xem trong phòng động cơ này. Xe này gọi là xe siêu lướt luôn á, mới mua về không thích bán. Đây, rồi, đối với dòng BMW này á, thì anh em có thể thấy cái phần lưới tản nhiệt hình quả thần ở đây này, nó có cái phần nan lưới để làm tăng hiệu suất của động cơ á, cho nên cái phần lưới này nó có thể đóng mở theo tốc độ và theo nhiệt độ của động cơ nhé các anh em, rất là thông minh luôn. Đó, thì vừa rồi Đạt có chia sẻ nhanh về chiếc BMW 520 hàng siêu lướt, một món hời cho quý khách hàng và anh em nào đang có nhu cầu mua mẫu xe này. Thì thông tin chi tiết về giá bán, địa điểm xem xe thì xin mời quý khách hàng và các bạn liên hệ trực tiếp với Đạt theo số 0901226669 nhé. Rất hiếm đối với những người nào mà đam mê những dòng xe này thì rất có cơ hội để mình tiết kiệm một chi phí tầm chừng 300 triệu để sở hữu cái chiếc xe này nhé các bạn. Đó, rất hiếm luôn, chiếc xe này gần như là chiếc xe duy nhất trên cả nước. Đó, xin cảm ơn và đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh YouTube của Đạt nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.